Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Trước khi bắt đầu, mình xin gửi lời cảm ơn đến anh em khi click vào xem video này. Vì đây là một video nhiều sản phẩm nổi bật của nhà Kidman với thời lượng ngắn nhưng lại có sự xuất hiện của KS1, KS1 Bluetooth và Organ K150, K300S nên không thể làm một video chi tiết về từng mẫu đàn. Các bạn hãy tham khảo thông tin chi tiết của từng cây trên kênh của tụi mình nhé. Không lan man nữa, xe tải đến rồi, vào việc thôi. Đầu tiên, các bạn chất cẩn thận từng cây KS1. Bên trên là những cây K150 sau khi quấn ni lông để chống ướt mưa, bởi vì mưa sẽ làm ảnh hưởng đến đàn. Trong quá trình vận chuyển, đội ngũ cùng nhau từ từ đẩy từng kiện hàng ra trước kho để chất lên xe, cho đàn vào thùng xe thôi nào anh em. Từng kiện đàn được xếp đều tăm tắp và cẩn thận. Sau hai chuyến tải, KS1 đã xong. Đến Organ K300S lên sóng nhé anh em. Vì là Organ nên nhẹ hơn và mang ra xe nhanh chóng thuận lợi hơn. Và cuối cùng là những cây K150 còn lại. Vậy là chuyến phân phối đàn từ Nam ra Bắc đã kết thúc tốt đẹp. Minh Phụng Music chuyên phân phối các dòng nhạc cụ âm nhạc với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối cho hơn hàng trăm các đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Tất cả các sản phẩm nhãn hiệu công ty chúng mình chọn làm đại diện phân phối đều đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng âm thanh cũng như cung cấp mức giá tốt nhất để mỗi khách hàng có thể chọn mua được sản phẩm phù hợp nhất với mình và được phân phối rộng khắp các hệ thống trên toàn quốc. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên của Minh Phụng Music không ngừng phấn đấu, nỗ lực phát triển, trao dồi kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cũng như xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, bắt kịp xu hướng thị trường để cập nhật những tính năng tốt nhất trên đàn nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng cũng như đối tác các mặt hàng và dịch vụ tốt nhất. Hy vọng sẽ có nhiều chuyến hàng như này để có video chia sẻ đến các bạn. Từ giờ cho đến lúc đó, anh em hãy nhấn đăng ký, like và share cho kênh của tụi mình nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.